Wow, nhìn là biết bữa nay ăn trưa mình ăn cái gì rồi. Chào các bạn, đang chuẩn bị đồ cho gia đình ăn trưa thì bữa nay mình ăn bánh mì thịt các bạn, bánh mì thịt Việt Nam thì đặc biệt là có hai ly cà phê Trung Nguyên làm theo kiểu ở bên này ha, cappuccino Này rất là kiểu đặc Việt biệt Nam chứ nhỉ? hả. Cappuccino làm theo kiểu Việt Nam. Thì hôm nay mình ăn bánh mì thịt nè, thịt này thì mình mới kìa, bữa nay ăn bánh mì thịt Việt Nam uống cà phê Việt Nam luôn các bạn. Cái này á bốc ăn cũng Thôi, rất là tiện luôn nữa. Ngon không? đẹp Mở không ba nè, nội. mở không nè. Đâu có mở nhiều đâu. Anh thích mở mà. Bữa nay ăn toàn đồ Việt Nam không hả? Hai vợ chồng mình bữa nay ăn trưa bánh mì thịt Việt Nam và cà phê cappuccino làm theo kiểu Việt Nam luôn các bạn. Rồi, xin mời Mời các các bạn nha. bạn không? Cũng này vô. Buổi sáng nhìn ly cà phê này là thấy thèm rồi ha. Cái này đủ thứ béo quá Cái này mà trời mà mùa hè đi đâu về á mà mệt á, có cái ly này uống và đảm tỉnh liền, rất trọng. là ngon và mát nữa. Rồi xin mời, Có cũng ổn thôi. Cái này có ớt anh nè. cái này mới nướng ra, ổ này nó chưa giòn á em. Để nướng vừa vừa cũng ok, cũng giòn mà. Anh thích ăn giòn, món này không giòn dữ. Ông xã mình thì thích ăn giòn rụm luôn các bạn, mà mình thì thích vậy là vừa nè, thấy không, giòn rồi ha. Không giòn. Cái này nó cũng như là nó mới cứng rồi thôi. Nhưng mà Nó giòn, chưa giòn. nếu mà giòn rụm á thì nó mình ăn cái nó không còn cái bánh mì ở trong nữa các bạn, mà nó chỉ Cái là nào mà bóp mà nó cứng anh còn nãy miệng ùi à. cái nào quen cứng nè. Xin mời các bạn nha. Đây là cà phê Việt Nam, cà phê Trung Nguyên đúng. Ăn cái gì bánh mì Việt Nam nó là rất là hợp luôn, hợp khẩu vị. Đúng là bên Việt Nam mà buổi sáng á, có ly cà phê sữa đá các bạn, hay là cà phê đen đá ăn với ổ bánh mì. Ở đây thì nó bán cái loại cà phê này rất là nhiều nhưng mà cái hương vị nó không có giống cà phê Trung Nguyên ha, cà phê Việt Nam mình. Hiện nay đó người ta bắt có bán mà nó lợt lắm, mắc nó có bạc một ly 5 đồng mấy đâu, mà nó nhà mình làm việc điện ăn ngon đậm đà Nó đậm. Anh uống cà phê thì anh thích đậm đậm, nó uống là nó cảm giác mình lâng lâng phê phê không, ha. rồi cái này nó vô nó có cái mùi thơm rất là đặc biệt. Cái thơm của Trung Nguyên á. Mà anh ấy cà phê Việt Nam mình nó được có mùi thơm như vậy. Đúng rồi, thì cái bánh mì này á mình mới vừa thịt ba loại mình bỏ vô, rồi thì mình bỏ pate rồi bơ, cái đó thì mình mua người ta làm sẵn rồi, nó cũng rất là tiện lợi các bạn khi nào muốn ăn hay đi chơi đâu đó mình đem theo cũng rất là tiện. Ở trong công ty mình nè các bạn, mỗi lúc thường thường ở một cái làm cà phê một cái pot á là Cái cái bịch, bình một cái bình á là một cái bịch, nó làm sẵn, nó đo sẵn, nên cái mình cứ bỏ vô, mình bỏ cái bịch ra, mình bỏ vô cái mình làm cho nó nhiễu ra. Nhưng mà thì ở trong người ta làm vậy nhưng mà tới khi mình mà cà phê á, nó hết rồi à, tới mà mình thấy mình làm á, mình đổ hai bịch vô một bình. Tại vì mình để uống nó rất là đậm, cho nên có khi mỗi lần người ta uống tại cái này nó đậm quá vậy, nhưng mà mình bỏ thì hai bịch. Giống như là cà phê mình mua cà phê mà ở đây nó bán thử từ cái hộp nhỏ như này để mà mình làm cho một cái ly á, thì thường là mình làm trong cái máy là mình làm cái ly mà nó ít nước nhất cho thả, bạn thích uống đậm á nó quen rồi. Còn giống như là những cái tiệm cà phê Việt Nam ở đây á, mà người ta bán cà phê Việt theo kiểu Việt Nam á anh, thì có những người Tây á, họ cứ ngỡ là giống như cà phê bình thường của cái tiệm Tây nó bán thì rất là lợt, cho nên những người uống vô một hớp có nghĩa là có thể là tim bị đập mạnh luôn đó các bạn, nếu mà không quen á. Mà thường thường loại cà phê Việt Nam mình thì rất là đậm, những cái loại mà người ta xay nó làm sao nó đậm hơn. Nó có loại lúc người ta bỏ thêm cái gì đó, nhưng mà cà phê của mình cũng rất là nổi tiếng đó nha, nhất là cà phê cất tròn đúng không. Mà
Đó thì mình về Việt Nam mình có thử cà phê cốt tròn rồi. Thì cúc trồng nó cũng có hai loại, một cái loại là thiên nhiên, có nghĩa là mình trồng cà phê xong trồng nó ăn rồi nó ẻ ra, rồi người ta lấy về người ta rửa xong người ta rang, đó là cà phê cứ trồng thiên nhiên nó ngon hơn, đặc biệt hơn các bạn, tại vì nó ăn giúp cái số lượng nó rất là như là không có, nó ít ăn thêm những thứ đồ khác nữa. Còn cà phê cứ trồng mà nhân tạo Nói chung á là cà phê chọn mấy ở ngoài ngoài thiên nhiên, một cái nữa là chọn ở trong nhà, cái ngoài thiên nhiên á thì nó ngon hơn. rồi sau này người ta thấy ngon quá người ta nuôi, người ta nuôi chồn, người ta ăn cà phê thoải mái luôn, tại vì không mình cũng hơi lạ, ông chồn nó ăn cà phê xong rồi nó ỉa vẫn còn nguyên hột, nó có bị Không có tan không. tiêu tiêu quá. Nó ăn mà chỉ nó chỉ lấy cái da ngoài, nó tiêu hóa cái da ngoài xong cái hộp nó bỏ lại. Thì có một cái người bạn của mình đi về Việt Nam xong rồi cũng mua cà phê cất chồn, xong rồi lúc mà cho uống thử là cà phê trồng thiệt thơm ngon lắm, xong người bạn nó mua mấy ký về cho những người bạn của mình, cho mình nữa các bạn, nhưng mình uống đó là cà phê nó trộn, nó dở vô cùng, nó có nghĩa là Giả bị trá bị giả vậy làm cứ trồng cà phê cứ trồng thiệt vậy, cà phê cứ trồng giả là chắc là nó làm bằng từ cứ chuột hả? thì nó sẽ là cà phê nó dở mà con à, chắc có thể là Phải rồi, thì cứ trồng thiệt đó, nó từ trồng ra thì mỹ là cứ trúng là thiệt không, còn cứ chuột là giả rồi. Ăn cơm bánh mì này thì mình thích thịt cái nước tương này nhiều một chút. mình ăn cái gì hơi mặn hơn mình chút. Mà cái nước tương này thì cũng không có mặn dữ, nó ngọt ngọt. Dưới đây nó có ớt tỏi nè các bạn. Cái bánh mì của mình ha, mình cắt ra 200 gram nữa để mình ăn một cái rưỡi là ứ hự rồi. Nhìn ngon ha. Mì này á thì đi vô rừng đem vô cùng đi hái nấm đem cũng được này không, đi câu cá đem cũng được, mình đi Đi chơi cũng đi được. chơi đi ăn năm chứ rồi đem được hết. À, thì ở nhà làm mình rất là tiện lợi đó bạn, tại vì giống như mình làm cái mình ăn liền, còn giống như bây giờ muốn đi mua bánh mì đi thì cũng phải 10 giờ 11 giờ mới mở cửa ha, thì mà mới sáng thì đôi khi cũng chưa có cái đồ mới mà đem ra bán đâu, cái đồ giống như mình chỉ cũng cũ từ hôm qua rồi đó, nó không có ngon, mình làm thì nó mới bảo đảm chất lượng hơn các bạn. Nhưng mà bánh mì á, hồi trước á thì mình có ở nhà chưa có làm á thì còn đi vô mà tiệm mua các bạn, Đúng rồi. mà từ rồi ở nhà mình làm á, bà xã làm á, không có đi mua nữa, tại nhà ở nhà ăn rất là khác biệt, rất là ngon luôn. Đúng rồi, mình ăn ở nhà riết nó quen rồi, thì bây giờ đi tiệm mua thì ăn ngon. Còn mình nó nói là ồ, vẫn không không ăn được. À, và cả lúc mà chắc cũng có thể nó quen với khẩu vị đúng không? Lúc mình qua Cali là cái con mình vậy, mình mua bánh mì về nó cũng không ăn, nó nói là không giống mẹ làm. Hình như nó không có thịt kỳ hả sao á, toàn bao nhiêu thịt nguội không là ăn nó rất là ngán. Biết cái quan trọng là cái đồ chua. Đồ chua làm quá chua ra bánh mì nó làm mất đi cái vị ngon của bánh mì. Cái này pate đồ không là cái gì nữa Pate, bơ, vô. thịt nguội, quan trọng là thịt xèo. Và cái bánh mì mà ngon hay không quyết định là chua các bạn. Nó sao nó cho nó ngọt ngọt, nó hơi chua chua thì nó mới ngon. Cái chua ngọt chật nước tương nhưng mà ớt thì cay cay, thịt kia thì nó vừa vừa mặn vừa Béo. ngọt vừa béo, cho nên ăn nó đủ thứ cái vị ở đó rất là ngon. Bởi vậy cho nên là cái bánh mì thịt của mình nổi tiếng cả thế giới luôn, như nước nào cũng vậy đúng không? Cả người Tây, người Tàu hay là người Philippines đều rất thích bánh mì thịt này. Ngon quá, trầm đậm nước tương rất là ngon mà dễ ăn. Nếu bánh mì này mà bỏ hành lá vô, hành tươi á, cũng ngon lắm. Mấy đứa con mình nó cũng kén ăn á, mà đặc biệt là chả giò nè, nó rất là thích bánh mì gì nữa. Bánh hẹ nó cũng thích. Mấy cái đồ mình nói chung là chắc cũng quen khẩu vị, cho nên mình làm thôi, mình để trong đá nó ăn thì nó chiên đó là nướng á, đúng không? Cả mình thường thường làm rất là nhiều, một cái bỏ trong tủ lạnh cái nó ăn ra, nó đem ra nó nướng cái xong cái bỏ đồ
Rồi. bắt đầu làm đồ chua vô. Đồ chua thì trong tủ lạnh mình lúc nào cũng có, kể cả cải chua nữa. Cải chua lúc nào cũng có, là mình hầm hết, ăn hết hũ này mình làm cái hũ khác. Ngon quá. Còn cái món này em ăn sáng ăn trưa thì cũng được, ăn sáng cũng rất là ngon. Dạ, nó tiện các bạn, dễ ăn nữa mà lại nó có rau rồi á, mà nó có ngán. Cái này Ngon anh quá. ăn luôn nha. Cái này không có ớt, không lấy ớt không? Bãi trần rồi. Ăn bánh mì thì có ớt cái vô cay cay rất là ngon các bạn. Hẻm nha. Ở ngoài chợ thì nó nữa không? Ngoài chợ thì nó bán có ớt xanh thì nó không có đủ đủ cay. Ớt hẻm thì nó cay hơn. Bữa nay trời ở ngoài ui ui các bạn, mình tính bữa nay ra ngoài sửa cái Cái chỗ trồng rau trồng rau với đó, lại nhưng mình mà trời tính tủ cái gốc dâu tây lại, tại vì thấy nó cũng hơi ấm ấm rồi, tính tủ như vậy khi mà dâu tây của mình là nó lên lại á thì nó có sức, với lại nó sẽ cho ra trái nhanh hơn. Nhưng mà nó mưa mưa kinh dị luôn. Trời bữa nay hôm qua trời nắng rất là đẹp mà hôm nay trời mưa. Dạ, mưa mà đến nỗi mà nó ngập luôn cái vườn luôn á, nó chảy nước không kịp luôn á các bạn. Thì mình thấy thời tiết thì bây giờ là thấy ấm rồi. Bây giờ là 8-9 độ, mình mong là như vậy là có thể năm nay mình trồng sớm á. Dạ. Thì mình cũng dự định là sẽ đem mấy cái cây su của mình ra mình bỏ vô trong chậu á, xong mình ươm cho nó dưỡng cho nó lớn, khi mình đem ra ngoài sân á mình trồng cho nó mau hơn. Với lại mình năm nay mình lạnh là lạnh thì mình cũng thử trồng nó sớm sớm chút các bạn, mình che mình phủ nó lại cho ấm ấm á, mình trồng nó sớm vậy á thì trái nó sẽ ra mau hơn không? Dạ, thì tại vì su á, thì đúng ra thì khoảng tháng 8 mùa thu thì nó mới bắt đầu có trái, nhưng mà các bạn mình theo kinh nghiệm của hai chồng á, thì mình trồng mà sớm á, thì cái gốc nó khỏe với lại cái tược nó nhảy rất là mạnh, cho nên trái trái khủng khiếp luôn. Công nhận hồi năm ngoái mình trồng 2 cây su mà nó trái cái đường nó sập tràn luôn các bạn, thì mình khủng khiếp luôn á. Thì năm nay mình dự định sẽ trồng sớm hơn năm rồi chút xíu, thì mình thấy là mình lấy ni lông mình đậy thấy nó cũng hiệu quả đó, cho nên năm nay mình tiếp tục làm ha. Tại cái xu nó cũng chịu ăn được, nhưng Dạ. mình có đông đá thôi. Dạ thì mình thấy nếu mà đừng có độ ẩm với lại đừng có quá lạnh, là khoảng trên 3 độ thì em nghĩ trồng được, nếu còn đêm á các bạn. Cái mình chịu quá mình lấy đi ra mình ngủ à. Dạ. Ngon quá. No nữa không? Cái cài. Cay dữ luôn đó chứ. Thì cái hôm nay cái mình có làm video là chia sẻ cái làm cái cappuccino mà bằng cà phê Trung Nguyên Việt Nam mình á, thì tại cũng có nhiều bạn yêu cầu, với lại cái khìa thịt ba rọi với nước dừa để ăn bánh mì nè các bạn. Thì nếu các bạn nào muốn xem cách mình làm á thì các bạn qua kênh Góc Chia Sẻ Theo để xem cách mình làm nha. Thì ở bển á, thì hai vợ chồng mình chia sẻ cách làm hơn, rồi các bạn coi xong á cái trở lại đây xem hai vợ chồng mình ăn. Có ngon không? Thôi xin cảm ơn các bạn đã theo dõi video của vợ chồng mình. Nếu các bạn thích xin bấm like, đăng ký và chia sẻ để xem những video kế tiếp nha các bạn. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại. Bye bye. Bye bye.